Dạ, Trang xin mến chào quý ông bà cô chú anh chị và các bạn. Dạ, hiện tại thì Trang ở kênh Thắng Lợi 2, ấp Tân An, xã Thạnh Lộc. Trang hôm nay là Trang rất là vui mừng luôn khi mà Trang cùng với mấy chú đến đây để mà đóng một cái sàn cho một hoàn cảnh khó khăn thì Trang đã từng chia sẻ sơ qua đến bà cô chú anh chị. Ở đây là có đây là cái nhà của chú Cảnh. Thì chú ở cùng với có hai vợ chồng cùng với một người con, thì một người con đã lập gia đình rồi. Thì hiện tại nhà ở chỉ còn có cô với chú thôi. Thì lần trước Trang có chia sẻ với ông bà là nhà chú thì đó lúc trước thì ở đậu, xong rồi một thời gian thì người ta muốn lấy lại đất để người ta sử dụng. Rồi chú thì dở nhà lúc đó thì Trang không có chia sẻ được đến ông bà cô chú anh chị. Nên Trang rất là vui mừng luôn khi mà Trang nhận được sự hỗ trợ từ ông 737 nè, hỗ trợ một cái nóc cho gia đình chú Cảnh. Cùng với đó thì Trang có liên hệ với anh Lê Quang Nhiêu. Anh Lê Quang Nhiêu có hỗ trợ gia đình của chú thì thiết đó là thiết dừng. Rồi Trang mới sẽ... cùng với đó thì Trang có mua trụ đá để cắm dưới sàn, làm sàn cho chú Cảnh bà cô chú. Lần trước Trang cùng với là chú Ba, chú Chính, anh Kê cùng với anh Lưng có đốn hai cây xài để về làm xã dán cho chú Cảnh ông bà cô chú. Thì lần trước á làm như bị tổ chát không bà cô chú, đi đốn hai cây xài, mình ở đây mình khoe là xài rất là ngon nè, xài rất là suông nè, ai ngờ về cái xài đó từ nhỏ thì người ta đã cột dây chì vô nè, người ta có đóng đinh nữa, rồi xong đi qua bển á là mình đi cưa cây á, cái mình cưa cái người ta gãy sáu cái lưỡi cưa bà cô chú. Cái rồi cái là một số là mình không có cưa được nên nó cũng không có đủ dáng. Thì hôm trước thì mấy chú tiếp tục đi cưa hai cây còng của anh Nhi, cưa mấy cây gáo để mà tiếp tục để làm cái cho đủ phần cái sàn đó. Sáng nay chú Chính vừa nè có đi chở qua đây nè, gáo cũng đã xả rồi. Dạ, còn chuyện tiếp theo đó là anh Lê Bao Nhiêu đã hỗ trợ tiền cưa cây nè, cùng với là tiền những cái trụ đá để mà làm sàn cho chú Cảnh, cùng nữa là thiết dừng. Dạ, cái đây là cái một hội gia đình thì Trang không có chia sẻ đến ông bà cô chú anh chị, cho nên Trang cũng không có nhận nhiều được sự giúp đỡ của ông bà cô chú, nên mấy chú sẽ tận dụng những gì mình có thể sử dụng để mình làm cho chú có một cái căn nhà che mưa che nắng. Dạ, còn bây giờ thì Trang mời ông bà cô chú anh chị các bạn cùng đi vào trong xem mấy chú làm. Ông bà cô chú giờ này nắng có trời nắng luôn, mấy chú đang đóng sàn kìa. Đóng ăn trước thì mình đóng bằng cây xài bữa hổm mình cưa nè, rồi ăn sau thì mình đóng bằng gáo. Ở đây mình có nước uống không bạn? Bạn Chí, ở đây mình có nước uống không? Đâu nước uống đâu? Ăn sao hả? Uống bằng niềm tin hả? Dạ ông bà cô chú ơi, có ông bà cô chú có biết trái này là trái gì không? Nó đen thùi lùi nè. Đây là trái ấu nha. Nó đen thùi lùi. Trời, chú ơi, bữa nay chú đen nó thấy luôn rồi. Bữa nay là con thấy chú trắng lắm rồi đó. Qua đây. Trắng bóng lộng luôn. Dạ đây là những cây đốn nè ông bà cô chú anh chị. Đây là những cây bịch đằng, xong rồi chú Tư Cảnh, chú Hai Nhớp nè. Mình Hai Nhớp thì mình sẽ không có sợ những con này con kia nó đục thân á, với lại nó ăn á. Còn đây là gián, gián thì mấy chú xả đó là hai phần. Dạ có thể là có nhiều cô chú anh chị thắc mắc là hỏi tại sao nếu như mình làm bằng gián á, thì đương nhiên mình sẽ ở không được lâu. Dạ thì do là kinh phí mình không có nên mình sẽ tận dụng ông bà cô chú là... Đối với những cô chú thì có nghĩ là đối là ở không được lâu, nhưng mà đối với những bà con khó khăn mà gặp vô hoàn cảnh khó khăn rồi á, thì đây là những cái nhà đó là nhà cũng gọi là mơ ước của bà cô chú anh chị. Hiện tại cô chú đã lấy đất lại rồi là không có nơi để mà mình làm nhà, nhưng mà được ở đây mình cắt ở đây á là mình rất là quý rồi. Cùng với đó mình cắt lại căn nhà mà nó khang trang hơn hiện tại cái nhà lúc trước chú ở. Đó là cái sự may mắn của cô chú. Dạ ha, chú đóng bên tay phải cùng với chú Chính vừa.
đó là chú Tư Cảnh, còn cái cô đứng mà đem thùng nước lại đó là vợ của chú. Và cô chú là 66 tuổi. Dạ dạ con chào cô. Cô đem nước lại cho mấy chú hả cô? Mà giờ qua cái trà đó kìa. Dạ. Cô tên gì vậy cô? Tên Mặn. Cô Mặn hả? Hôm nay cô bao nhiêu tuổi cô? Hôm nay năm 7 tuổi đó. Cô tắt cái này giùm con đi. Cái gì mà nó la ống sùm vậy? Đồ niệm sạc, cái niệm minh trên núi tạo nước con tặng cho nè. Vậy hả? Bây giờ là bữa nay mình vô đóng sàn rồi, có phải là 1-2 giờ bữa nữa là mấy chú sẽ dựng nhà cho mình. Dạ. Giờ cô chú cho giúp đỡ cho thì cô cũng mang ơn, cảm ơn dữ lắm mừng đồng bạn. Dạ. Chúc cho mạnh khỏe. Mà vui vẻ lên, đừng có vui vẻ, đừng làm phước, đừng nữa mình hưởng cái đất. Dạ. Dạ con cảm ơn. Cô chú cũng ăn cơm đó hả? Dạ. Tụi con thì mới tụi con thì mới ăn đây thôi. Dạ. Vậy tôi cũng cảm ơn nha, đồng đạo dữ dằn lắm nha. Tôi dạ cô ơi, đây là giờ con nhờ sự giúp đỡ của anh Lê Văn Nhiêu ở Mỹ để hỗ trợ những cái phần còn thiếu của gia đình mình. Thứ nhất là hỗ trợ cho cô có được cái những cái trụ đá nè, tiền cưa cây nữa. Tiền cưa cây là phỏng anh Lưng trả là hơn 1 triệu rồi đó cô. Tại bảo phỏng mình cưa đứt lưỡi đá nữa. Rồi này còn thiếu, ví dụ hồi nãy con có chia sẻ là Nhiêu mình lấy thiết lập của mình thì thiết mới, còn như mình sẽ lấy tận dụng cái nóc lại mình dừng vòng vòng, còn có thiếu bao nhiêu thì con sẽ nhờ anh Nhiêu hỗ trợ cái phần thiết dựng thiếu của mình còn lại. Dạ. 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 Dạ, cho xin chia sẻ một lần nữa đến ông bà cô chú anh chị. Dạ, cái phần nền của cô với chú là bày ngang 3, bày dày 10 ông bà cô chú. Dạ, tổng diện tích đó là 30 m². Cũng như Đà Nẵng thì ở đâu người ta đó, bây giờ người ta không cho ở. Dạ, dạ, con có chia sẻ đến ông bà cô chú rồi. Thì cái lúc đó thì con không có chia sẻ hoàn cảnh của mình lên rồi không có kịp á. Rồi con có gọi điện cho anh Nhiêu thì con mong anh đàng hoàng, ta nói đời mình chết mà bây giờ ta nói để cho em ta tháng giêng ta về, người ta kêu mình là hơn lúc tháng chín bây giờ. Dạ. Cô mới nói là để nhưng mà mình mới dẫn đồ lên đây được. Không, nhưng mà cô ơi cũng bây giờ thì cái đó là cái cũng mình ở cũng tạm thời thôi. Tạm thời. Mình cũng nghĩ là một ngày nào đó người ta cũng lấy lại thôi, sớm hay muộn thôi. Nhưng mà lại đây cắt được cái nhà thì không ngập nó nè. Che mưa che nắng cho mình nó thì còn gì tốt bằng. Dạ. Khỏe lắm rồi. Hạnh phúc lắm rồi. Dạ. Chú chú Chính ơi, hổm ngại làm như mình có duyên với nhà sàn hay sao? Đây là những nhà sàn liên tục luôn á trời. Vậy cát quá trời mắt luôn, vô kinh tế khó khăn rồi cho nên mình phải vậy thôi. Ơi bạn Chí, bạn cho mình mượn cái máy cưa đi, mình cưa cho bạn Chí. Thôi tôi cưa đường này nè, cưa cái ngang này nè. Chú cho con mượn máy cưa đi chú. Đây con sẽ cưa chỗ này nè, đây là cái máy cưa của anh Khôi nha. Cưa nào đứt dây này luôn không? Cưa gì không? Bài cưa mấy ngày trước đi đó, rồi cứ sáng. Cưa đi, cắt đi, cắt đi. Cắt thì nó đứt là sao? Đó, cắt. Đó là cắt máy này nè. Thôi đi bạn ơi, tôi chỉ cắt được cái máy này thôi. Máy kia tôi rung lắm, tôi làm sao tôi dám cặn. Tôi đóng đinh luôn chồng. Chồng tôi. Hồi cha mẹ của mình nó đâu có nhà đâu mà cắt
biết các con thì xây tường gì? Con đi lên có gãy không nè. Tụi này làm ăn không được rồi. Ta tính đủ rồi, tụi này thiếu. Trồng ra cái trồng. Sao nên nóng bự nên mình dưới chạy. Có hai loại à. Có gì? Có thừa đâu có loại. Đây nè cái đầu quanh kia không là ta đâu lớn gì ha. Loại. Cái người ta thì kìa. Sao người bự cái đó bự. Nhiều cỡ quá vậy? Có hai cỡ mà. Ba cỡ gì á? Dạ ông bà cô chú anh chị ơi, mình lót cái sàn này á, sàn cây nó không giá trị bao nhiêu mà ở cũng không lâu nữa, nhưng mà cái cách làm thì nó rất là lâu nha, tại vì không có cái miếng nào nó bằng như miếng nào hết, rồi mình phải phân cho nó đều rồi giá thùm lum lỗ hết nó mới được liền. Dán nó hụt đó, cho nên chú Chính bây giờ phải thêm đố mới đứt cây giữa được. Trời, hai thằng này thì tình chứ. Đi đưa quà cho rồi đi à. Máy ta đang chạy, máy này làm máy được rồi. Bán xếp rồi. Giá lỗ này chứ. Cây cưa của anh Na Khôi đi cưng nha, im ghê luôn chà, cưa những cái chân kẹt rồi. Năm mươi là phạt à. Làm gì kỳ vậy? Không mà chú ơi, con nghĩ là mình cưa ngay đây luôn đi, mình cưa ngay đây đi, mình lút cái này ra đi, mình lót lên sao? Không ngại chứ. Lạc rồi cái gì nhét cái đó được? Không ngại. Cuối nữa mà mình còn cái kiếm nhật nữa mà. Nhóc ngay nè. Sao? Rồi. Vậy đi. Hả? Vậy đi. Đổi bài không? Hay đổi bài chú? Làm gì?
chết luôn rồi. Chỗ này cũng đỡ, cái xác đỏ. Nó kêu là tiền đi, mình á, mình theo nè, chạy nè. Ngon chưa? Rồi. Mở đến công kìa. Dư dư dễ không chứ? Ừ đúng rồi, dư dư dễ chứ khó. Để dây ta nè, lấy dây ra nè. Để đó, dây đó, thay gì nữa đâu. Xong xài chạy ngay chút chính tệ đó. Dạ thì ông bà cô chú anh chị ơi, cuối cùng thì ngày hôm nay á, Trang rất là vui mừng luôn khi mà cả đội mấy chú cháu cũng đã làm xong một cái nền rồi. Trang chỉ sợ mà bữa nay làm không có kịp á, thứ nhất là sợ không có đủ dán, mình không đủ dán thì mình phải đi cưa cây thêm nữa, mà bây giờ thì mình hiện tại là không còn cây để mà xin nữa. Dạ ngày hôm nay thì vui mừng lắm, tại vì đóng đã xong rồi. Dán này thì nó khó, sẽ khó đóng hơn bê tông nhẹ rất là nhiều, là tại vì nó không có kích thước giống như nhau, không bằng nhau, có miếng lòi miếng lõm, miếng ngắn miếng dài, cho nên nó có những cái phản mà mình phải giá từ lỗ nè. Mà ông bà cô chú biết á, dán mà giá nó khó dữ lắm, tại vì một tí giờ mình cũng phải gọt nữa, tề lại rồi nó mới bằng nhau. Dạ hôm nay thì Trang rất là vui mừng luôn. Trang thay mặt cho gia đình của chú Cảnh xin gửi lời chân thành cảm ơn anh Lê Bao Nhiêu rất là nhiều. Trang gửi lời chúc sức khỏe đến gia đình của anh, sẽ luôn gặp nhiều may mắn trong công việc, còn gia đình của mình sẽ luôn được vui vẻ hạnh phúc bên nhau nha. Còn bây giờ thì mấy chú cháu Trang xin chào ông bà cô chú anh chị. Trang chúc cho tất cả những cô chú anh chị sẽ luôn được dồi dào sức khỏe và thành công nhất trong công việc. Còn bây giờ thì Trang xin chào ông bà, xin hẹn ông bà cô chú ngày dựng nhà của chú Tư Cảnh nha. Bye bye ông bà.
này là của cái giấy đất. Dạ làm xong rồi mấy chú sẽ tề cho nó bằng vô gì không bà cô chú. À, ngày mai khô cái ngày mai cái bắt đầu có nắng cái chú tư cảnh sẽ bắt đầu mình sơn kêu bằng quét nhớt á, nhờ dầu cái nhớt cho cây nó mình xài sẽ lâu hơn, rồi cây mình thay nhớt vô nó sẽ bóng lộng mà nha. Thôi bây giờ thì mình về. Ông về đi.